Xin chào ông, bà, cô, chú, anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà đã chọn kênh Vân Anh Family Cuộc Sống Úc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về chủ đề visa 485. Trước khi chia sẻ về visa 485 thì Vân Anh sẽ giải thích cho cả nhà mình biết visa 485 là visa gì ha. Visa 485 là visa tạm thời dành cho các bạn sinh viên quốc tế đã hoàn tất cái khóa học 92 tuần trở lên tại Úc. Và thời hạn của visa này thì kéo dài từ 2 năm cho đến 8 năm, tùy thuộc vào cái chương trình mà bạn đã học tại Úc nha. Và đây là một cái cơ hội tốt để cho bạn gia hạn cái thời gian bạn ở lại Úc. Và là một con đường ngắn nhất cho bạn tìm kiếm visa định cư lại Úc diện tay nghề. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, chính phủ sẽ ra quyết định tăng cái thời gian 2 năm ở lại sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế trong một số chương trình chọn lọc từ bậc cử nhân trở lên. Theo diện visa 485 là dạng visa thị thực tạm thời sau khi các bạn tốt nghiệp. Đối với những bạn có bằng cử nhân các ngành mà Úc đang cần, thì cái visa của bạn sẽ được tăng từ 2 năm lên thành 4 năm. Và đối với những bạn có bằng thạc sĩ thì cái visa từ 3 năm thì mình sẽ được tăng lên thành 5 năm. Cái này là dành cho những cái ngành mà trong danh sách của Úc họ đang cần nha. Và đối với những bạn có bằng tiến sĩ thì cái visa làm việc sau khi tốt nghiệp của bạn á, sẽ được tăng lên từ 2 năm lên thành 6 năm. Còn đối với những bạn du học sinh mà đang theo học ở những cái vùng nông thôn của Úc á, thì bạn sẽ được ở lại từ 1 cho đến 2 năm. Nếu như bạn đáp ứng đủ điều kiện nha. Để Vân Anh đưa một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha. Đối với những bạn có bằng thạc sĩ, với cái ngành mà bạn học có trong cái danh sách mà Úc đang cần, và những cái ngôi trường bạn đang theo học, nếu như cái ngôi trường đó nằm ở Underlay, Perth hoặc là ở Wollongong nè. Tóm lại là đừng có nằm trong hai cái thành phố lớn của Úc là Melbourne với lại Sydney. Thì cái cơ hội của bạn được ở lại tổng cộng là 6 năm. Là bạn đã được cộng thêm 1 năm rồi đó. Tóm lại, nếu bạn muốn biết bạn đến cái khu vực đó có được cộng thêm 1 năm hay không, thì có gì bạn nhắn Vân Anh đi. Vân Anh sẽ kiểm tra giúp bạn ha. Đối với những bạn học sinh và sinh viên quốc tế đang du học tại Úc, bạn sẽ được làm thêm 48 giờ trong 2 tuần. Tại vì sao đại dịch vừa rồi thì Úc đang thiếu nhân công trầm trọng. Đối với những bạn sinh viên, nộp đơn xin visa 485 từ ngày 2 tháng 7 năm 2023 sẽ được xem xét gia hạn thêm là 2 năm ha. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì Úc sẽ có 3.264 khóa học chính thức đáp ứng cái chính sách visa 485. Những bạn du học sinh tham gia cái khóa học này thì đủ điều kiện để xin visa 485 nha. Hôm nay Vân sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách mà để mình search coi cái ngành nghề của mình chọn có được định cư lại Úc hay không nha. Mình search như thế này nè, mình vô Google ha. Các bạn search như thế này nè, và khi các bạn vô cái website này là của chính phủ Úc nha. Rồi sau đó thì bạn vô đây ha. Rồi, trang này là trang chủ của nó nè, và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy một list visa ở đây ha. Sau đó thì các bạn xem cái ngành nghề của mình chọn xem có ở trong này không ha, và sau đó thì các bạn apply ha. Mình có thể apply thường trú, tạm trú hoặc định cư nha. Rồi các bạn tiếp tục kéo xuống ở dưới này nè. Rồi mình vô đây, mình gõ thử xem cái ngành nghề của mình có trong này không ha. Mình gõ thử ngành y tá nè, là có trong này nè, cái ngành này hiện nay ở Úc đang rất là cần nha. Các bạn cứ làm thử nha. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ nhắn Vân Anh, Vân sẽ giúp các bạn ha. Nhưng mà xin lỗi là Vân trả lời hơi lâu nha, tại vì Vân cũng hơi bận. Thì theo Vân search ở đây thì Vân thấy ngành y tá là mình được định cư nha. Thì Vân thấy có 186 là visa chủ bảo lãnh, còn 189 là visa mình tự apply ha, và 190 là visa ban bảo lãnh nha. Khi các bạn tự search như vậy thì các bạn sẽ xem được là mình sẽ thích hợp apply vào cái dạng visa nào ha.
Và có vài visa thì họ sẽ yêu cầu bạn phải làm ở những cái vùng sâu, vùng xa nha. Và mỗi dạng visa thì họ sẽ có một cái yêu cầu khác nhau nha. Vân Anh sẽ liệt kê một số ngành học để các bạn dễ tham khảo nha. Ngành đầu tiên là ngành kỹ thuật ha. Thu nhập của ngành này thì từ khoảng 60.000 đô cho đến 130.000 đô Úc cho một năm nha. Tính ra tiền Việt mình thì từ khoảng 1 tỷ cho đến 2 tỷ 2 đồng cho một năm ha. Và cái thời gian học, nếu như các bạn học ngành cao đẳng thì thời gian học từ khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm ha. Còn bằng cử nhân thì thời gian học từ 3 năm cho đến 4 năm. Còn bằng thạc sĩ thì từ 1 năm rưỡi cho đến 4 năm nha. Cái chi phí học cho cái ngành này là khoảng 26.000 đô cho đến 32.000 đô la Úc cho một năm ha. Tính ra tiền Việt mình thì khoảng 428 triệu cho đến 526 triệu đồng tiền Việt Nam cho một năm học nha. Có một vấn đề mà các bạn cần lưu ý nha. Nếu như các bạn đi du học mà các bạn chọn những cái trường mà học phí thấp á, thì cái visa của bạn rất khó đậu nha. Cái lý do là bởi vì Úc người ta kinh doanh về giáo dục. Nhưng mà nếu những bạn mà chọn trường thấp như vậy thì cái lợi nhuận của người ta không có nhiều. Hơn nữa cái việc mà bạn chọn trường học phí mà khoảng 5-6 ngàn đô cho một năm á, là chẳng khác nào bạn show cho người ta thấy là tài chính của mình yếu. Mà tài chính của mình yếu thì rất khó để đậu visa Úc nha. Tại vì người ta cũng lo sợ chứ. Nếu mà bạn qua đây mà tài chính bạn yếu quá thì bạn cái chi phí bạn không có đủ, thì nó sẽ sinh ra tệ nạn xã hội cho của đất nước người ta sợ mình chứ. Vân Anh liệt kê ra những cái ngành nghề thuộc nhóm kỹ sư để các bạn dễ theo dõi nha. Kỹ sư thì mình gồm có ngành kỹ sư xây dựng, thì ngành kỹ sư xây dựng ở Úc đang thiếu trầm trọng nha. Kỹ sư xây dựng là lương cao nha. Kỹ sư xây dựng mà mới ra trường thì lương khoảng 56.000 đô la Úc cho một năm nha. Tính ra tiền Việt mình là khoảng 870 triệu tiền Việt Nam cho một năm nha. Lương của kỹ sư xây dựng nó sẽ dao động từ 56.000 đô cho đến 140.000 đô la Úc cho một năm ha. Thông thường những bạn mà làm kỹ sư tại Úc á, thì mức lương thường thường nó dao động từ khoảng 56.000 cho đến khoảng 140.000 cho một năm á. Thông thường ở Úc, những bạn mà đi làm công nhân bình thường á, thì lương khoảng từ 150 đô cho đến 180 đô cho một ngày. Còn những bạn mà làm kỹ sư á, thì lương của họ khoảng 45 đô la Úc cho một giờ trở lên không á. Nếu như bạn nào muốn học về kỹ sư á, thì các bạn tham khảo những cái ngành nghề này thử ha. Tại vì những cái ngành nghề này là Úc đang cần mà lương thì cũng khá là cao. Mà thời gian học thì cũng không có dài, mà cũng dễ học chứ không có khó nha. Và cái ngành tiếp theo Úc đang cần là ngành công nghệ thông tin nha, người ta gọi là ngành IT á. Cái mức thu nhập của cái ngành này cũng khá cao nha, khoảng 120.000 đô la Úc cho một năm. Tính ra tiền Việt mình là khoảng 2 tỷ đồng tiền Việt Nam cho một năm á. Thời gian học cho cái ngành này, nếu như bạn học bằng cao đẳng á, thì thời gian học khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Còn nếu như bạn học bằng cử nhân thì thời gian học của bạn sẽ từ 3 năm cho đến 4 năm. Còn nếu như bạn học thạc sĩ thì thời gian học của bạn là khoảng 2 năm nha. Học phí thì nó sẽ dao động từ 18.000 đô Úc cho đến 35.000 đô Úc cho một năm ha. Tính ra tiền Việt Nam mình là khoảng từ 300 triệu cho đến 580 triệu đồng tiền Việt Nam cho một năm tiền học phí nha. Và khi các bạn du học sinh đang theo học tại Úc thì chính phủ Úc cho phép bạn được làm việc 48 tiếng trong 2 tuần nha. Ví dụ như tuần này bạn có thời gian nhiều thì bạn có thể làm việc 26 tiếng cho một tuần. Rồi tuần sau thì bạn sẽ làm ít lại, bạn sẽ làm 22 tiếng cho một tuần. Miễn sao 2 tuần cộng lại bạn làm việc 48 tiếng. Và lương của những bạn du học sinh này khi đi làm thì mức lương sẽ dao động từ 15 đô la Úc cho đến 30 đô la Úc cho một giờ làm việc nha. Tính ra một giờ làm việc của các bạn du học sinh là từ khoảng 240.000 cho đến 320.000 đồng tiền Việt Nam cho một giờ, tùy theo cái công việc làm của mình ha. Còn cái cách làm sao để xin việc thì hôm trước Văn có hướng dẫn các bạn cách xin việc trong cái video trước của Văn Anh đó. Để có gì Văn để cái đường link ở phía dưới để các bạn tiện click vô coi ha. Còn đối với ngành y thì Úc mình đang cần y tá với điều dưỡng nha.
Và thời gian học của các bạn là nếu như bạn học bằng cao đẳng thì thời gian sẽ là 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Và nếu như bạn học bằng đại học thì thời gian sẽ là từ 3 năm cho đến 4 năm. Và nếu như bạn học bằng thạc sĩ thì từ 1 năm cho đến 2 năm nha. Và học phí của cái ngành học này là từ khoảng 34.400 đô cho đến 42.300 đô la Úc cho 1 năm học nha. Và tính ra tiền Việt Nam mình là khoảng 500 triệu cho đến 700 triệu đồng tiền Việt Nam cho 1 năm ha. Ngoài ra còn có thêm những cái ngành nghề khác như là ngành tài chính kế toán nè, ngành quản trị kinh doanh, giám đốc điều hành, quản lý dự án xây dựng và ngành tâm lý học. Và cái ngành quản trị nhà hàng khách sạn này thì nó khá là đa dạng nha. Có những cái chứng chỉ ngắn á, mình chỉ học trong vòng 6 tháng cũng có ha. Ngành luật và giáo viên mầm non thì cũng đang rất là cần nha. Những cái ngành học này khi mà bạn học ra trường á, thì cái mức lương nó cũng ngang ngửa giống như từ nãy giờ Vân Anh nói á. Tiền học phí và cái thời gian học, nó cũng tương đương những cái ngành học mà ở đầu video Vân có nói á. Và cuối cùng, Vân Anh mến chúc các bạn thành công trên con đường tìm kiếm visa định cư Úc nha. Vân Anh xin cảm ơn ông, bà, cô, chú, anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Vân Anh. Và xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp.